Vâng, để giải đáp cái câu hỏi thắc mắc của bạn Thor thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ về cái điều này và đồng thời cũng giới thiệu cho các bạn là tại sao ảnh mà bạn chụp nó lại không được trong. Thế thì ở đây chúng ta có hai hình ảnh và bạn ấy hỏi là tại sao cái hình ảnh này nó không trong được như thế này. Thì chúng ta biết là nó trong hay không ấy, nó không hẳn chỉ phụ thuộc vào cả cái xử lý hậu kỳ nữa mà nó còn phụ thuộc vào cả cái lúc chụp của chúng ta. Thế thì các bạn sẽ thấy là cái hình ở bên tay phải này, đó là cái hình được chụp vào hôm trời nắng nhé, hôm trời nắng và chụp ngoài trời. Thế còn cái hình của bạn chụp đó là bạn chụp vào một cái hôm, tức là không biết hôm đấy trời có nắng hay không, nhưng bạn không chụp ở ngoài trời mà bạn chụp ở trong nhà đó, vì chụp trong nhà nên đây nó không có ven sáng gì cả. Ở đây các bạn thấy chụp ngoài trời nó có ven không? Cho nên khi mà họ chụp ở ngoài trời mà có ven sáng thì bao giờ ảnh nó cũng sẽ trong hơn. Đó, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vì bạn chụp ở trong nhà cho nên ảnh của bạn ấy là nó bị ám cái màu cyan. Thì đây biết mình có thể thử là biết làm sao ảnh ám màu cyan này. Các bạn vào đây này, các bạn kích vào phần hue này nhá, xong các bạn dùng cái mũi tên này, các bạn bật tay này, các bạn kích ở đây này, các bạn thấy không, đây nó hiện lên màu cyan này, vì chúng ta chụp ở trong nhà cho nên là chủ yếu là cái màu này. Thế thì còn cái ảnh này mà chúng ta chụp ngoài trời ấy, đây các bạn nhìn này, thì nó sẽ là màu gì ở ngoài trời? Đây chúng ta kích tới đây, nó sẽ là màu vàng, màu đỏ và màu cam. Đấy, các bạn thấy không, yellow đây, thì hai cái tông màu nó khác nhau. Chứ còn thực tế thì mình nhìn thì mình thấy ảnh của bạn khá là trong rồi, nhưng cơ bản là do bạn chụp ở ở trong nhà cho nên là cái chất lượng trong nó không được như ở ngoài trời thôi, còn ảnh chụp này khá tốt là trong rồi. Còn đây nếu mà bạn muốn có một cái màu sắc như thế kia thì chúng ta phải xử lý thôi. Thì chúng ta xử lý, chúng ta có thể bằng cách là các bạn tạo cái vùng tròn cho cái áo dài này, và các bạn Ctrl B, các bạn đây Ctrl B đây, các bạn đổi màu nó đi nhá, các bạn đổi màu, việc các bạn đổi sang màu đỏ và các bạn đổi sang màu vàng để nó giống như là cái ngoài này, thì các bạn sẽ thấy hai cái màu áo này giống hệt nhau chưa. Đây các bạn thấy hai màu áo này giống hệt nhau chưa đó nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và các bạn có cái câu hỏi gì thắc mắc và cần giải đáp thì các bạn cứ post vào trong nhóm nhé.